Xin chào tất cả cô chú bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Xế Đẹp 888 và em là Đạt Xế Hộp. Và ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với một cái điều rất là thật, chân thật mà rất là nhiều cô chú bác, một câu hỏi rất là nhiều cô chú bác trong suốt cả năm vừa qua, cả tuần vừa qua, cả tháng vừa qua liên tục hỏi một câu hỏi chung, đó là làm thế nào để mua được xe không những chất lượng nhưng giá thì phải chăng và giá rẻ. Thì thực sự có một cái điều này muốn chia sẻ với cô chú bác, có một câu chuyện như thế này: chọn xe nó giống như việc chúng ta chọn một chiếc điện thoại vậy. Ngày hôm nay tôi có một cái trải nghiệm, đó là cái điện thoại của tôi nó bị hỏng, cái điện thoại S8 cộng của tôi bị hỏng, và dường như cả buổi sáng nay những cái cuộc gọi đổ về mà tôi, của khách hàng mà tôi không nghe được, nó dẫn tới những cái phản hồi của khách hàng rất là nhiều, bảo rằng tôi dường như là không được tôn trọng quý vị khách hàng cho lắm. Cho nên là tôi cảm thấy nó rất buồn, và tôi cảm thấy không có cảm tình với chiếc điện thoại đấy. Và tôi đi bán chiếc điện thoại đấy. Tôi đi bán chiếc điện thoại đấy thì có một câu chuyện nó xảy ra như thế này, nó liên quan đến cả, nó rút ra cho tôi một cái bài học khi đi mua một món đồ thì cũ hay món đồ gì đấy. Đó là tôi đến cửa hàng điện thoại. Cửa hàng đầu tiên tôi bán, họ kiểm tra và họ trả lời tôi rằng điện thoại này đi mua mới thì nó trị giá đâu đó khoảng 17.800.000. Tôi bán vào thời điểm này là được khoảng, dùng được khoảng 9 tháng. Và tôi bán ra, người ta trả cho tôi đó là 1 triệu đồng. Vì lý do cái màn hình Samsung nó đắt và nó đáng giá rất là nhiều, và họ chỉ trả 1 triệu đồng cho một cái điện thoại chỉ bị vỡ kính. Và cuối cùng tôi quyết định bán, và họ nói rằng thực sự anh mua chiếc điện thoại này 1 triệu chỉ là mua xác thôi, còn đâu là anh mua đồ về anh lắp vào, cái màn hình nó trị giá khoảng 2 triệu, cái cảm ứng nó, cái ép kính nó trị giá khoảng 1 triệu nữa, tổng vào nó rơi vào đâu đó là 3-4 triệu chiếc điện thoại này, và anh bán ra thì đâu đó nó rơi vào khoảng 10 triệu là căng. Ở đây nó có một cái điều mà chúng ta rút ra được, đó là nếu mà chúng ta mua xe cũ hay mua đồ cũ hay mua bất cứ một cái món đồ gì khác, điện thoại cũ chẳng hạn, thì chúng ta bỏ ra một cái món tiền nó rẻ, họ bán cho các bạn rẻ hơn người đối diện, rẻ hơn những cửa hàng khác đâu đó khoảng 500, 1 triệu hoặc 10 triệu đồng, thì những hàng đó liệu nó có phải là hàng dựng hay không? Liệu những hàng đó nó có đảm bảo hay không? Liệu những hàng đó nó có chất lượng bằng những cái sản phẩm mà thực tế nó nguyên bản như vậy, nó đẹp đẽ như vậy, và nó chất lượng, nó không cần phải thay thế một cái món hàng ở ngoài lắp ráp vào tạo thành một cái chiếc xe, một cái chiếc máy hoặc là gọi là máy dựng. Ô tô cũng vậy, rất nhiều cô chú bác anh chị phản hồi rằng em bán xe giá đắt. Thực sự em không buồn vì điều này, tại vì mình bán sản phẩm là bán sản phẩm giá trị phù hợp với lại giá trị sử dụng. Trên mạng có rất là nhiều giá cả, rất là nhiều giá xe, quay video trên lên rồi quay xe, bình thường em hay quay xe, quay video liên tục như thế này. Đấy, quay video liên tục như thế này thì ai quay lên, miễn là có điện thoại có máy ảnh quay lên, nó đều đẹp đẽ như nhau hết. Và quay lên xe nào mẹ hát thì con khen hay, xe nào của nhà mình ai bán xe chẳng khen xe mình đẹp, xe mình tốt. Vậy nên cô chú bác có thể thấy rằng trên mạng cùng một con xe Vios đời 2008 có người bán 300 triệu như chiếc xe này đây, có người bán 250 triệu, có người bán 200 triệu, có người chỉ bán 180 triệu. Mà người đi mua xe lần đầu hay mắc phải những cái điều là: một, không hiểu rằng nó là bản thiếu hay bản chủ; hai, không hiểu rằng nó tai nạn hay nó đâm đụng;
3. Không hiểu rằng động cơ, gầm mẹ, máy móc nó có điều gì hay không. 4. Đó là không hiểu rằng chiếc xe nó có dính về pháp luật hay dính về hồ sơ hóa đơn gì hay không. Thì những điều này nếu là người đi mua xe đầu tiên không tỉnh táo, chọn phải những người bán trao tay không có tâm, hay chọn phải một cái salon không uy tín, thì rất dễ mang lại một cái điều thất vọng về bản thân gia đình. Đây là một câu chuyện thật, ai cũng thế. Người bán thì mong muốn rằng bán được giá cao, càng cao còn tốt. Còn người mua thì mong muốn ngon, bổ, rẻ. Điều này phải công nhận và điều này hoàn toàn đúng, ai cũng vậy thôi. Nhưng bản thân công ty em Xế Đẹp 888 thì cứ đến salon em và hãy trải nghiệm rồi hãy định giá. Cảm thấy tốt, cảm thấy sau này cô chú bác sử dụng đúng cái nhu cầu của mình, đúng công việc của mình, đúng cái sức khỏe, đúng cái nhu cầu và tạo ra được cái cảm giác nó thích thú, thì hãy đến với salon Xế Đẹp 8. Đến với em sẽ tư vấn để cô chú bác có thể lựa chọn, đưa ra một cái lựa chọn sáng suốt nhất. Có thể mua xe ở đây hay mua xe ở salon khác cũng được. Cô chú bác ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam, nếu cần tư vấn về cả xe con hay xe tải, hãy cứ alo từ số hotline 0975672888 và Zalo mới là 0981188921. Em trực tổng đài 24/24 giờ để hỗ trợ của chú bác lựa chọn được một chiếc xe con, xe tải, xe bán tải cũng tương ý và chất lượng. Và cũng đã rất là nhiều video em review xe rồi, nhưng video lần này rất mong, đầu tiên mong cô chú bác thông cảm một cái điều là video này em không đi chi tiết quá về chiếc xe Vios này, mà em muốn nhắn gửi tới cô chú bác một cái điều duy nhất thôi: hãy là một người lựa chọn tiêu dùng thông thái nhất, hãy đặt niềm tin bởi ở những người mà đi mua xe cho mình vừa có khả năng đàm phán giá cả, vừa là một người thợ có tâm. Và hãy giúp em chia sẻ cái live stream này, giúp em bấm vào cái nút đăng ký ở bên dưới và bấm nút chia sẻ cho em cái video này, để cái thông điệp này, để cái video này, những cái video ở trên trang chủ của kênh này là hướng dẫn để chọn một chiếc xe cũ chất lượng đến được với lại nhiều người tiêu dùng hơn, chọn được những chiếc xe ưng ý hơn. Trân trọng cảm ơn tất cả cô chú bác. Xin chào và hẹn gặp lại. Hotline 0975672888, Zalo 0981188921, số điện thoại phản hồi 0973950666. Xin chào. Chào mấy, 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 chào mấy
anh chị đã xem, like em một phát cho em vui lòng. Anh chị góp ý gì không, comment bên dưới em mong phản hồi. Không thích thì bỏ qua thôi, dislike cũng được, em thời vẫn vui. Đăng ký để có niềm vui, có gì mới mẻ em khui ra liền. Xin trân trọng, cảm ơn.